Liên quan đến nội dung đơn thư kêu cứu của bà Lê Thị Dung, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, phản ánh về việc ông Ngô Phú Hàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hưng Nguyên không khách quan, cố tình trù dập, kỷ luật bà Dung không đúng quy định của luật công chức và các quy định khác của pháp luật. Trong buổi làm việc với chúng tôi, một giáo viên đang công tác tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên, huyện Hưng Nguyên cho biết, bản thân bà Dung là một người tâm huyết, năng nổ, nhiệt tình và lo lắng cho nhân viên. Cái mặt sai phạm của đồng chí Dung thì tôi cũng không được nắm rõ, nhưng mà còn theo mà khách quan nhìn bên ngoài thì tôi thấy đồng chí Dung là một người rất là tâm huyết, năng nổ, nhiệt tình và lo lắng cho nhân viên, tìm việc cho nhân viên làm rất là nhiều. Trao đổi với phóng viên về vụ việc, ông Hoàng Văn Phi, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Hưng Nguyên khẳng định, dù là tập thể hay cá nhân nào vi phạm đều xử lý nghiêm theo điều lệ, theo quy định của pháp luật và không có vùng cấm. Quá trình thanh tra kiểm tra phát hiện ra những dấu hiệu vi phạm đến đâu thì xử lý đó. Thế đó. Mà trên cơ sở theo đúng nguyên tắc, chứ không có một tập thể là cá nhân nào chuyện đó. Còn ai mà tập thể cá nhân mà có lợi dụng làm đúng thì cũng theo quy định của pháp luật. Ở một diễn biến khác, được biết, bà Lê Thị Dung đã gửi đơn kêu cứu đến Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Nội chính tỉnh Nghệ An. Liên quan đến vụ việc, một cán bộ Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã nhận được đơn kêu cứu của bà Lê Thị Dung, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên, huyện Hưng Nguyên. Hiện Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao cho cán bộ chuyên môn giải quyết theo quy định. Qua đây, đề nghị Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An sớm vào cuộc làm rõ những thông tin phản ánh nêu trên, tránh tình trạng cán bộ lạm dụng chức vụ quyền hạn để cố tình trù dập, kỷ luật cán bộ trái quy định của pháp luật. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.